Hello các bạn à, chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của Mr. Ngọc TV. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái bàn ủi cỏ nha bạn, để nướng thịt trên đá nha bạn. Các bạn hãy theo chân nha. Mình nhóm lửa đã cháy nha các bạn. Vô là chính luôn. Đó. Này à, nướng thịt kiểu mới nha bạn. Rồi dính rồi. Cái đó là nướng nhậu đó nha. Đó nha bạn. Ủi nha bạn. Cô gái cười gì vậy? À, ủi vậy. Mở sạch sạch luôn các bạn. Tiếp ơi. Thịt nướng. Ta đang quay. Đạm. Dính luôn cái gì đó ông nội. Chưa chín mà lấy ăn chi. Giỏi kìa. À, mình trở về hướng đi tiếp các bạn. Nó dính quá. Đó, ủ ngủ nương. Thấy vô cô vậy ăn này cu nè các bạn. Rồi không ăn gì rồi dính luôn rồi, dính luôn rồi. Ủa, rồi mới rồi rồi này. Dính quá. Lấy nha nè, lấy mấy này. Đây.
chạy mở cái dầu rồi gì dở lên quá dữ các bạn ơi. Ui ui cái này mày ủi vô cái giòn ai sướng gì đâu dính thật cái giòn các bạn ủi cũng vậy rồi tao đâu ngay mà ủi á ngay là món siêu lạ đó nha bạn. Cái món này chắc cũng ít ta biết rồi, để trở về luôn đi cát luôn rồi đích chữa chín bạn ủi không chấm dính trở lên bạn ủi không có chấm dính cùi trở về bạn ủi này đào mấy tỷ năm trước thì chấm dính thì đủ đó. Thì hủn luôn than còn nóng mà. Thơm bay quá thơm luôn. Để lâu chút cho nó chín mày. Khét luôn á. Rồi rồi. Chưa có vàng. Rồi anh đứa vào bằng ủi để ủi đồ sao ủi vậy? Chưa vàng chưa. Ủi. Quéo quá vậy. Ai nhiều lần. Rồi dỡ lên đây, dỡ lên cho dễ đấy. Ừ. Cầm phước lên ha. Nè, tôi thấy miếng này vậy. Cái này chưa chín. Tôi lấy này chưa. Cái này mà lấy ủi đồ sao ủi thôi sao ừ. Đừng đè xuống mạnh ghê chứ ép nó xuống cho mở chị ra tầm phước luôn đó. 5:30 chiều rồi nghe bà tới nè tới tới cái này mấy mình có thời gian mới làm tiếp được nha bà dạ xuống vậy thôi trở về chụp hình quên chưa phải hả chụp chụp làm gì đăng Facebook đi mời các bạn là thưởng thức à. Giờ Mỹ nè chụp gần cái gì giờ Mỹ cái bàn ủi gà này hiếm người có lắm nghe bạn. Rồi mình có hết chưa? Cái này đụng vô cái quéo ta luôn. Thơm phức luôn các bạn ơi, giờ mình lấy mình mở ra đây nha. Cái này mình chỉ nướng thương nghiệp nha các bạn. Rồi các bạn ơi, làm là không nhìn miếng bây giờ thôi rồi. Này nướng cái này ngon. Nướng giá.
quá đã bạn ơi. Ăn ba lạ. Bây giờ mình cũng dừng clip thôi bạn. Các bạn thấy clip hay thì hãy lại là chúng mình like, một share, một đăng ký kênh nè. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại clip sau.